hỏi: "Xin cho biết nguyện lực của Hòa Thượng là gì?" Đáp: "Thông thường Phật giáo ở Trung Quốc đều là bảo thủ, nhưng tôi có ý nguyện đem kinh điển Phật giáo phiên dịch thành tiếng Anh. Tại sao đạo Thiên Chúa và đạo Tin Lành lại được phổ biến như vậy? Bởi vì họ phiên dịch thánh kinh thành ra các ngôn ngữ của các nước khác. Nếu đạo Phật cũng dịch các kinh điển thành các thứ tiếng ngoại quốc thì Phật giáo cũng sẽ không thua kém gì đạo Thiên Chúa và đạo Tin Lành. Tại dạng Phật thánh thành, tôi hằng mong các tôn giáo sẽ dung hợp lại với nhau. Tôi có dự định là các tôn giáo khác đều có thể đến để làm lễ theo nghi thức của họ ở tất cả các đạo tràng do tôi thành lập. Tôi tin rằng nếu tất cả hòa hợp bao gồm lại một cách dung hòa thì sẽ giảm bớt đi phần nào các thành kiến giữa các giáo phái với nhau." Hỏi: "Nếu như con muốn tụng kinh mà trong nhà con không có đặt bàn thờ Phật, vậy con phải nên làm sao?" Đáp: "Muốn tụng kinh thì trước là con nên học chữ. Khi biết chữ rồi thì tự nhiên sẽ tụng kinh được." Hỏi: "Xin hỏi chúng con phải hội đủ những tư cách nào mới có thể làm đệ tử của Ngài?" Đáp: "Là phải tự sửa đổi mình." Hỏi: "Làm sao để bắt đầu học thuộc lòng và hiểu lý giải của ba bộ kinh Lăng Nghiêm, Hoa Nghiêm và Pháp Hoa? Con nên bắt đầu từ bộ kinh nào trước?" Đáp: "Bắt đầu từ bộ nào trước cũng được. Pháp là bình đẳng, không có cao thấp. Khi quý vị muốn chọn lựa một bộ kinh nào thì đó tức là đang khởi vọng tưởng. Quý vị vốn đã chẳng hiểu biết được các kinh điển này. Quý vị muốn học bộ kinh nào thì cứ học bộ kinh đó đi. Vì đối với chuyện này thì không có trước sau gì cả." Hỏi: "Cả đời con khổ cực, nhưng tại sao con trai con lại không nghe lời mà cũng không tôn trọng con?" Đáp: "Tại vì chú đã quá vâng lời mà. Bởi kiếp trước chú đã không có quá khổ cực, nhưng thọ khổ là hết khổ, hưởng phước là tiêu phước. Nếu biết chấp nhận là mình có nợ thì sẽ trả hết nợ. Nếu chú muốn gánh nợ chứ không muốn trả, thế thì chủ nợ sẽ đến nhà mỗi ngày để đòi nợ chú đó." Hỏi: "Có người nói Hòa Thượng là người xuất gia mà sao lại can dự vào việc chánh trị?" Đáp: "Tôi thấy Đài Loan đang trong tình thế nguy nạn, nhưng đa số mọi người vẫn còn chưa tỉnh ngộ. Tôi là người Trung Quốc nên không thể không để ý đến chuyện này. Những lời tôi muốn nói, dù người có thế lực cũng không thể ngăn cản tôi được. Giống như lần này tôi nói rằng, hiện nay Đài Loan giống như Nam Tống. Ví như mọi người đều chỉ biết ngó xuống chân họ mà không biết xem những việc ngay trước mắt." Hỏi: "Khi con đi hành hương bằng cách ba bước một lạy, vậy những lạy đó con cũng có thể tính trong 10.000 lạy không?" Chú thích: Hòa Thượng quy định là nếu ai quy y Ngài thì phải lạy cho đủ 1 vạn Phật. Đáp: "Quy y Tam Bảo là tôi dạy chú lạy 10.000 lần, vậy mà chú còn muốn 7 trì 8 kéo, bù bên đông đắp bên tây. Đây đâu có phải là chuyện mặc cả trả giá, cũng không phải là chuyện làm ăn buôn bán gì. Nếu lại không nổi tức là chú không đủ lòng thành, chứ không phải nói về chuyện giá cả chi hết." Hỏi: "Con không có cách nào ăn chay được, vậy con có thể trì chú đại bi không? Các vị tỳ kheo Nam Tông khi đi khất thực được món gì thì họ dùng món nấy để duy trì mạng sống, vậy tại sao chúng ta nhất định phải ăn chay?" Đáp: "Lúc quý vị đang ăn thịt và tưởng tượng như nếu có người đã ăn thịt mình thì mình sẽ cảm nghĩ như thế nào? Việc gì mình không muốn thì đừng làm cho người. Quý vị nên tự hỏi mình, rất nhiều người ăn chay được, tại sao mình ăn chay không nổi? Tại sao mình phải đầu hàng thịt? Còn về việc ăn thịt thì có thể trì chú đại bi được hay không? Thì trong kinh điển
không có nói tỉ mỉ về vấn đề này. Hỏi: trong những bài khai thị, sư phụ bảo chúng con nên tu tập thiền định. Chúng con rất muốn học, nhưng sư phụ phải trở về Mỹ ngay. Vậy là chúng con đâu có cơ hội để học tập. Đáp: nếu quý vị có đủ lòng tin thì tôi có thể dạy dỗ các vị mỗi ngày. Không những chỉ ở Đài Loan mà ở nước Mỹ tôi cũng có thể chỉ dạy quý vị vậy. Hỏi: cha mẹ con qua đời ở Đại Lục Trung Quốc, nhưng con chưa có thể tới thăm mộ được. Con nghĩ rằng nếu con lại Phật ở Đài Loan, chắc cha mẹ con sẽ không có cách nào nhận được công đức hồi hướng của con, phải không? Đáp: nếu con thành tâm thì dù cha mẹ con có xa cách bao nhiêu đi nữa cũng được cảm ứng đạo giao. Còn nếu như con không thành tâm thì mẹ con dù có ở ngay trước mặt con cũng không có cảm ứng gì. Hỏi: khi trì chú niệm Phật thì nhất định là nên quán tưởng, phải không? Đáp: nếu quý vị quán tưởng thì có thể bớt được một chút vọng tưởng, không quán tưởng thì vọng tưởng nhiều thêm một chút. Hỏi: vùng San Francisco nước Mỹ đã xảy ra trận động đất lớn, vậy trong tương lai Đài Loan cũng sẽ bị tai nạn tương tự như thế, phải không? Chúng con làm sao để tránh khỏi đây? Đáp: nếu con người không nổi giận thì sẽ không có động đất. Hỏi: tại sao Ngài nói Đài Loan giống như là ở thời kỳ của Lâm An, Nam Tống lúc xưa? Đáp: thời Lâm An lúc bấy giờ quân tướng không hòa hợp nên mới dẫn đến nạn quốc gia bị diệt vong. Hiện nay trong quốc gia nhỏ bé này có hai phe đảng tranh chấp, trên dưới cùng nhau thu lợi lộc. Đảng Dân Tấn và Đảng Quốc Dân cùng nhau tranh chấp chuyện hay chuyện dở, rồi đánh nhau rất là dã man. Như câu nói: trên có người háo chiến, dưới tất có kẻ hung bạo hơn. Ha ha ha,